chương trình truyền hình Công giáo Radi Loan Tin Vui. Chương trình truyền hình Công giáo Radi Loan Tin Vui, Ái Trinh và Đào Tâm xin kính chào quý vị khán thính giả. Chương trình Radi Loan Tin Vui được phát hình trên đài truyền hình Sài Gòn TV băng tần 57.5 mỗi tuần vào lúc 4 giờ chiều Chủ nhật. Chương trình hôm nay gồm có những tiết mục sau đây: phần suy niệm chia sẻ lời Chúa, phần ca ngợi sẽ do các ca sĩ rất quen thuộc trong cộng đồng người Việt ở miền Nam Cali và cũng là thành viên của nhóm Radi Loan Tin Vui. Ta khát là lời thứ năm trong bảy lời cuối cùng mà Chúa Giêsu nói trước khi Ngài trút hơi thở cuối cùng trên thập giá. Chúa khao khát thiết tha yêu thương nhân loại trên hết mọi sự. Vì yêu thương nhân loại, Chúa sẵn sàng khao khát tận hiến sứ mạng của mình được trao phó, cũng chỉ mong được cứu độ linh hồn của nhân thế. Lạy Chúa, xin ban cho con lòng khao khát đến gần Chúa hơn, nán lại dưới chân thập giá Chúa lâu hơn và biết lắng nghe lời Chúa muốn nói với con. Ta khát là tác phẩm thánh ca, nhạc của nhạc sĩ Đinh Trung Chính, lời nhạc của Đồng Thanh Văn, qua sự trình bày của nam ca sĩ JB Thanh Hưng. Ta
tận hiến sư mạng được trao phó. Ta khát được cứu độ linh hồn của nhân thế, Chúa ước ao được kết hợp với nhân loại hôm nay và mãi mãi. Chúa ước ao được nhân loại sẽ chia nỗi khát khao với người. Chúa khao khát yêu thương, Chúa khao khát yêu thương, Chúa khao khát yêu thương. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, vì Chúa là suối tình yêu, suối tình yêu là tình yêu, suối tình yêu là tạ Chúa đã cho con bình an giữa dòng đời chuyên chuyên. Cuộc đời con buồn vui, nhưng huyền diệu thay, con được Chúa song hành trên đường, chung nhịp bước truyền giao tin mừng lòng yêu thương của Chúa, và khơi ngọn lửa mến trong muôn tâm hồn để người người tin kính danh Ngài. Lạy Chúa, hồn con luôn khao khát Chúa, xin bàn tay của Chúa dẫn đưa con bước trong tin yêu và mãi mãi chung kiên với Ngài. Nhạc phẩm Thánh ca Nguyện hiến dâng, sáng tác của Sơ Hiền Hòa, xin mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Huyền.
Gánh nặng cuộc đời con mang với bao ưu tư sầu lo. Tình Chúa đến với con thật dịu êm, rủ thương và sưởi ấm tâm hồn con trong mù tối. Chúa hỡi, xin nâng hồn con lên với Ngài. Lòng Chúa nhân từ và tình Ngài luôn vẫn thiết tha chờ đón con. Người con đang lạc bước của Chúa. Xin tình yêu Chúa dẫn con về cùng Ngài. Nhạc phẩm Tình yêu Chúa hỡi, sáng tác của nhạc sĩ Phùng Minh Mẫn, xin được gửi đến quý vị qua hai tiếng hát Ái Trinh và Đào Tâm. Chân con lê bước nhọc nhằn, lắm lúc trách móc Chúa hỡi quên con sao lặng thinh. Vì đã phai rồi lòng mến, đứng trong cậy Ngài mòn mỏi, niềm tin héo úa, con đành tâm xa lìa Ngài. Xin Ngài đừng lánh xa con, xin đừng buồn con yêu hèn, giữa lúc sóng gió vỗ lấy thân con nhờ ai. Lòng Chúa nhân từ còn mãi, sẽ không quên người lầm lỗi. Tình yêu Chúa hỡi, nâng hồn con lên với Ngài. Tình Ngài còn đó vẫn thiết tha chờ đó, dịu êm với những ai nặng gánh mang bao sầu lo. Nguyện Ngài đủ thương xây em tâm hồn giá băng trong mù tối. Chúa ơi, xin tình yêu dẫn con về cùng
trần con lê bước nhọc nhằn. Lắm lúc trách móc Chúa hỡi quên con sao lặng thinh. Vì đã phai rồi lòng mến, đức trông cậy Ngài mòn mỏi, niềm tin heo uông con đành tâm xa lìa Ngài. Xin Ngài đừng lánh xa con, xin đừng buồn con yêu hèn. Những lúc sóng gió vỗ lấy thân con nhờ ai? Lòng Chúa nhân từ còn mãi, sẽ không quên người lầm lỗi. Tình yêu Chúa ơi, nâng hồn con lên với Ngài. Tình Ngài còn đó vẫn thiết tha chờ đón Ngài đang lạc bước. Tình Ngài dịu êm với những ai nặng gánh, mang bao sầu lo. Nguyện Ngài đủ thương sưởi ấm tâm hồn giá băng trong một đôi. Chúa ơi, xin tình yêu dẫn con về cùng Ngài. Xin tình yêu dẫn con về cùng Ngài. Quý vị đang theo dõi chương trình Radio Loan Tin Vui được phát hình trên đài truyền hình Sài Gòn TV băng tần 57.5 mỗi tuần vào lúc 4 giờ chiều Chủ nhật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài.